Riêng lòng nhà chị lòng trần là phải cho lòng tuyển lòng chọn này chứ không có dùng lòng thường. Nhà chị là sử dụng đầu lòng và lòng kép, chưa không có sử dụng lòng thường. Có nhiều bạn thắc mắc là vì sao mà nhà mình mổ lợn 20 năm rồi. Mọi người phải biết là chân đến đó chị đi, một lò mổ có hàng một ngày có hàng nghìn con lợn được mổ ra, sao lại không có? Xe điếu thì siêu đạt thì chị mới bán. Ăn sạch luôn nha. Chỉ có 30 phút thôi. Anh cảm ơn đầu bếp rất nhiều. Cảm ơn anh cho ra được những cái món ăn tuyệt vời. Quán lòng ngon ở Hà Nội cùng ở Hà Nội nha. Sang cơ sở này em thấy cơ sở vật chất ok không? Em vừa lượn phòng em thấy rất là thoáng. Đúng, có nhiều phòng VIP. Mình có thể là hội họp này. Ngồi phòng VIP luôn. Sao phòng VIP luôn. Đợt này là có mấy món mới đấy. Món giải sao lá mắc mật này, lòng già sốt rượu hoa tiêu này, cuống tim xào cần tỏi này, gan xào lúc lắc, dạng như kiểu là bò xào lúc lắc. Chú anh mà không đến nhanh là tôi ăn hết đĩa này rồi đấy. Không sắc, ngon lắm. Ôi nó thơm. Đây là một quán lòng mà bất cứ người bạn nào của tôi đây là một quán lòng mà bất cứ người bạn nào của tôi hỏi là ở Hà Nội ăn lòng ở đâu ngon thì tôi luôn giới thiệu ra đây. Nó ngon này, đa dạng món này, cái nguồn lòng rất là xịn, còn nhiều phòng điều hòa. Nhiều nơi nó chỉ có lòng truyền thống như kiểu là lòng luộc, lòng rán, thì ở đây còn có rất nhiều các loại lòng. Cảm ơn. Đấy, ví dụ như đây cũng là một món thuộc dạng nội tạng. Món ấy đố biết đây là món gì? Bò. Biết ngay là gan, gan lúc lắc mẹ ạ, trông giống miếng bò nhờ. Công thật đấy. Mềm lắm, mà thơm. Ăn đủ gì mà cảm giác nó không bị đuối đi, cảm thấy ăn gan luộc thôi đó. Bình thường là bọn mình hay ăn lẩu cháo. Hôm nay Hà Nội đang mưa nữa nên là ăn chua cay rất là ổn. Thế nó không phải là thiên như kiểu Thái lắm đâu. Nói cái từ lẩu chua cay như thế nào thì vị nó đúng như thế. Vị chua, vị cay khá là rõ. Không biết mọi người nghe thấy mấy bạn bên cạnh rô không? Nhưng quán nhà chị ý buổi trưa thì hầu như là full dân văn phòng luôn ấy, ở cơ sở cũ. Cơ sở mới này mới mở nên là mình cũng không biết. Buổi tối thì sẽ nhiều những cái nhóm mà vui, những cái nhóm mà mình vừa quay xong. Mày gặp chị Lam chưa? Chị mới để em bé xong. Tóm lại bữa ăn này vẫn luôn 9.5/10 đối với mình cho tới cái món lòng già này. Thực ra là cái mùi lòng già này nó là mùi đặc trưng rồi. Nếu như mà em muốn mà lòng già mà hết mùi thì chỉ có dùng hóa chất thôi.